nãy rồi chắc. Cảm ơn mà đúng cá này cá chà bu ông ơi. Em thấy đẹp lắm mà, trái cây phong phú mà trưng bày đẹp lắm ạ. Ở ngoài Hà Nội em chưa thấy ạ. Dạ em thấy thích lắm ạ. Nó đi trên sông nước em thấy nó có cảm giác nó kiểu dễ chịu mà thoải mái. Ở Hà Nội đang trong cái nóng nắng nực với vào đây thích lắm ạ. Và em có cái em muốn sang năm em có dịp nghỉ con kem nghỉ hè em được quay lại đây. Trong quá trình tổ chức chuẩn bị cho ngày hội du lịch Chợ Nổi Cái Răng thì quận đã chỉ đạo các lực lượng để mà đảm bảo an ninh trật tự, rồi giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và huy động các ngành, các phường để thông báo cho tất cả bà con nhân dân cũng như là tất cả các cái đơn vị tour tuyến mà tham gia dịch vụ phát triển lịch đến tham quan. Để biết được cái chương trình của ngày hội của quận năm 2016. Đối với quận Cái Răng, năm 2016 là năm đầu tiên tổ chức ngày hội du lịch Chợ Nổi Cái Răng. Thì năm nay là năm vừa tổ chức cũng vừa rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo. Thì kể từ khi sau khi kết thúc ngày hội du lịch Chợ Nổi Cái Răng năm nay thì ban tổ chức và ủy ban dân quận sẽ họp để mà đánh giá lại quá trình tổ chức và rút kinh nghiệm xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho năm 2017. Thì theo chỉ đạo ủy ban dân thành phố, đồng thời quận cũng dự kiến là năm 2017 và những năm tiếp theo thì sẽ tổ chức với quy mô lớn hơn và cố gắng là sẽ thu hút được nhiều du khách đến tham quan nhiều hơn.